tồn tại, anh ta cũng nằm xuống. Và Giga by Marine là nhà vô địch mới của Liên minh Huyền Thoại Việt Nam. Chúng ta có cả trận đấu. Đây có lẽ là trận đấu kết thúc nhanh nhất trong cả 4 trận đấu của chung kết thế giới 17 được bắt đầu từ đầu giải đến giờ. Mình nhận thấy mình có thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp và mình quyết định đi theo con đường này.